Xin chào các bác, em mới về được dòng máy siêu phẩm lọc khí Hitachi, một con máy đẹp, sang trọng, cực hiếm các bác nhé. Máy dòng này siêu đẹp luôn, các bác để trong cái căn nhà mình thì lọc vừa hiệu quả, vừa sang trọng, thiết kế mặt gương phím cảm ứng cực đẹp. Đây là những cái mẫu hiếm hoi mà nhập được, hàng lướt các bác nhé, hàng lướt đấu giá cực đẹp luôn, hình thức còn gần như mới. Năm sản xuất con này là 2019, gần như bên Nhật họ chưa dùng mấy các bạn. Đẹp, xuất sắc. EPNVG90, dòng máy 90 đấy. Nguyên bản em vẫn để điện 100V nhé. Con này không can thiệp đấu ước gì bên trong cả. Các bác cắm biến áp bên ngoài, vì máy nó quá đẹp, quá mới, công suất nó cũng khá là to, cho nên em không lắp biến áp bên trong. Các bác nhìn này, Hitachi. Mặt gương sáng bóng luôn. Số điện thoại và địa chỉ của em đây các nhé, có hai số điện thoại. Đấy. Con này có tính năng gì mà nó VIP các bác? Con này nó là công nghệ auto clear, tức là tự động dọn màng luôn. Khi mà màng của các bác bẩn thì nó tự động nó sẽ chạy để dọn. Tí em sẽ mở cho các bác xem. Các bác nhìn đây, cái giao diện này là toàn bộ là phím cảm ứng menu, bật menu nhé. Đèn báo phần trăm độ ẩm này, đèn LED rất là đẹp. Có chuyển báo được nhiệt độ này, này nhiệt độ 30 độ C trong nhà này. Đấy. Đèn báo cảm biến bụi mùi, nếu mà nó bẩn thì báo đỏ, sạch báo xanh. Chức năng tắt bật, tự động dọn màng. Chế độ bật bù ẩm các bác nhé. Khi không có nước là báo đèn đây các bạn. Đấy, báo đèn lên này. Yeah. Các cái tốc độ lọc, phím cảm ứng, nhanh chậm, eco, có chạy eco. Đấy, mình chạy eco báo bụi mịn 2.5 PM. Yeah. Hẹn giờ thì báo đồng hồ đây, 2 giờ 4 giờ tắt. Cực kỳ sang trọng, viền. Quá đẹp luôn VIP. Giá thành thì rất là hợp lý các bác nhé. Cái chiếc này thì em bán là 4,5 triệu. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp đâu ạ. Bảo hành 1 năm. Rất là mềm, chiếc cho chiếc máy đẹp, có bánh xe đẩy đấy các bác này. Đây, bây giờ em sẽ cho các bác nhìn nó auto clear nó chạy nha. Bấm on. Cái này tính năng này đây nó sẽ đây các bác này. Đây, bật này. Nó sẽ chạy, con lăn này nó sẽ chạy di chuyển lên trên này. Đây, đây chắc là đang báo sạch này, thêm ra là nó báo độ này. À đây, giữ 3 giây các bác. Đó, giữ 3 giây bắt đầu nó chạy này. Có gì cái này đang chạy lên chưa? Đang chạy lên này. Đấy. Đấy, còn lăn nó đang chạy lên nhé. Tức là mình khi mình giữ 3 giây là mình chỉnh nó dọn bằng tay, còn mình bật on kia thì máy bẩn tự động dọn. Đấy, có thấy chưa? Đang chạy nhé. Đấy, nó xuống này, bây giờ tắt đi nhé. Máy đang dọn thì bây giờ mình tắt đi, giữ 3 giây nó tắt này. Hay là nó phải dọn xong, các bác chạy xong mới tắt được nhé. Chạy dọn xong một chạy một chu trình mới tắt được. Nó đang chạy, nó nhìn chéo nhìn xanh xanh xong này. Em sẽ tắt nguồn đi, em mở cho con xem nhé. Tắt nguồn đi nha, và mở ra. Đây là cái hệ thống con lăn dọn của nó này các bác này. Khi nó dọn thì nó sẽ kéo rác và chứa vào cái hốc này, chứa bụi vào hốc này nhé. Đầy thì mình sẽ mở ra mình đổ đi. Yeah, đổ đi nhé. Đấy, nó chạy con lăn này. Màng con này thì còn như mới luôn, gần như dùng. Con này màng cũng khủng quá, một hệ thống lưới thô này,
Màng Vipa còn rất mới luôn nhé, zin đấy, màng than bên trong rất là dày này. Quá khiếp luôn con máy này, đẹp, giá thành hợp lý. Dùng cho phòng khoảng con này bác dùng cho phòng khoảng 60 m2. 60 m2. Dùng phòng ngủ hay là phòng khách đều ok hết. 4,5 triệu cho chiếc máy VIP. Bác nào thích hàng VIP thì các bác alo cho em nhé. Đời 2019 đấy, gần như chưa dùng luôn. Bên này là phần màng tạo ẩm này các bác này, như mới cứng nhá, như mới cứng luôn ạ. Đấy, không dùng luôn. Đây là bình nước này. Tất cả nguyên zin tuyệt đối 100%, không sửa chữa bảo dưỡng bất kể, không sửa chữa bất kể một hạng mục nào, chỉ có vệ sinh lau chùi thôi ạ. Có nhu cầu alo nhé, chào các bác.